xong rồi. Mấy gốc từ không? Nhân viên Canada cũng toàn xuất xa thôi không ạ? Để em đợi đấy. Mbappé! Mẹ! Cay chết nhờ. Lúc nào em cũng chiến thắng cả, nên là chưa bao giờ em thất bại cả. Tiền thì với em không là quan trọng gì. Nếu mà thi đấu với các vận động viên hiện tại của FIFA 24 thì có lẽ là cái tỷ lệ thắng của mình nó sẽ thấp hơn. Tuy vậy thì đến bây giờ mình biết là hóa ra là đối thủ của mình lại là một admin của FIFA 24. Và như vậy thì mình có thêm một chút tự tin nữa. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ chiến thắng khoảng 80%. Tất nhiên là mục tiêu là để lấy 5.000 SC rồi. Sẽ là admin giả giá là ai nào? Hôm nay, các gamer của FIFA Online 4 sẽ thử đấu một vài trận bóng để giành phần thưởng lên đến 5.000 FC. Điều họ không được biết, đó chính là đối thủ giấu mặt trong vài admin gà rán. Đây là các vận động viên chuyên nghiệp sẽ tham gia vào chung kết quốc gia FVNC 2021 mùa 2. Hãy thử đoán xem liệu các gamer của chúng ta có giành chiến thắng. Đội hình đội bạn nhìn cũng kinh phết. Ui, anh siêu sao này em sao chơi được? Sợ gì, mình thắng siêu sao mà anh em. Em lúc nào cũng có may mắn cả, chị yên tâm. Bạn ấy bảo là bạn ấy đang rất run. Ok. Lần này thì hy vọng quả áo mèo may mắn sẽ giúp cho mình gọi là múa là mượt mà hơn. Hy vọng trận này bạn ấy sẽ chơi hết sức. Ban tổ chức đã hô hiệu lệnh sẵn sàng và đương nhiên là mình cũng sẵn sàng. Trong trận đấu đầu tiên, Khánh đập thẻ Vodka Quang liệu có ăn được vận động viên của chúng ta với đội hình trăm tỷ của mình. Thằng nào, quả này anh em xem ở nhà anh em cổ vũ thôi nhá. Dịch này ngoài đời chúng ta không có khán giả, nhưng mà trong in game thì với cái sự cổ vũ của các khán giả ở trên sân Old Trafford thì quả này tôi chắc phải thắng đâu đấy 3-4-0. Ok, chơi anh Giai ơi. À, ui. Ui. Chạy sút thế anh ơi. Mình lên Galena cũng sút xa nha anh em nhớ. Chết. Đấy, anh chơi ZD thế nhờ. Đi ZD thì em phải sân đỡ được. Chẳng có bình tĩnh nha, mày tôi sẽ cầm Mbappé tôi dòng từ nhà anh đến tận gôn luôn. Đúng nhân viên gà rán khác ngày nào cũng đá hay sao ấy. Càng thế nhờ. Sợ quá sợ quá. Tại này như kiểu tôi được Garena quý sao, nick tôi toàn được lên cộng 8 rồi. Ui, anh chơi búp anh ơi. Thành công. Chạy. Ui, mày em chạy chỗ rồi. Gì đấy? Mẹ. Min thì ăn vạ thôi. Ui, ông anh lại ZD. Đây rồi, Lingard rồi. Bây giờ với Lingard cầm bóng. Mbappé. Hay thế nhờ. Cười quá. Mẹ rồi, tôi toàn bị dự đoán ngược thôi. Tôi bảo tôi win 3-0 mà tôi chết mẹ, gặp 3 quả rồi. Đây xem là admin gà rán là ai đó, là ai đó, là ai đó.
Huy vào trận rất tự tin, nhưng liệu kết cục của Huy có khác gì Vôn Ca Quang? Em lúc nào cũng có may mắn cả, chị yên tâm. Ôi trời ơi! Giáo sư Bình Bè với những phân tích đội hình rất kỹ lưỡng, anh có ăn được 5.000 FC từ vận động viên của chúng ta hay không? Nghe có vẻ không đơn giản rồi. Khi mà mình nhìn vào đội hình của đối phương thì mình đã cảm giác là đây là một người rất hiểu về game. Rõ ràng là đội hình của người ta là một đội hình chuẩn thi đấu giải e-sport luôn. Đây, Ronaldo, à không phải, Hungry, hai con là cầu thủ chạy nhanh nhất game đến thời điểm hiện tại. Xong rồi. Hảo. Zira là một cầu thủ quá hay. Tôi biết Zira cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà không bắt được. Đầu tư Michael Laudrup 30 tỷ về có làm ăn được tình huống này không? Tại thì mình sẽ cho Raikak vào để thay thế cho cụ Eusebio. Cụ là một cầu thủ mình rất tin tưởng trước khi trận đấu này diễn ra. Theo những thông tin mình biết thì trọng tài chính trong FIFA 24 chính là người đã mời trọng tài Colina cùng với Zidane và Pep Guardiola dùng chung giờ hội đầu. Không! À! Quay! Phúc muốn giải thưởng 5.000 FC, nhưng 5.000 FC không dễ ăn đâu Phúc. Nhìn thấy anh trả bóng nha anh.
Bước vào trận đấu thứ hai với vận động viên giấu mặt, có vẻ như Vodka Quang sẽ chơi thật chứ không còn đùa vui nữa rồi. Hy vọng trận này bạn ấy sẽ chơi hết sức. Hôm nay trận này mình sẽ chơi theo kiểu funny khi chúng ta có sự góp mặt của Harry Maguire và Chris Smalling, và những diễn viên gọi là cũng như là giáo sư đại học Harvard các kiểu đấy anh em ạ. Trời ơi, em ơi xong role này anh đối đầu thế nào đấy? Này skill các kiểu, các phần win dick phết nhờ. Múa. Em ơi chóng mặt em ơi. Múa. Tiếp tục quiz. Exchanges. Em bị lừa. 3-0 rồi. 3-0. Bị thua ở trận đấu đầu tiên, Bình Bè bước vào trận đấu thứ hai với ngùn ngụt quyết tâm ghi bàn thắng danh dự. Hãy chúc anh may mắn. Thực ra thì 5.000 FC cũng không nhỏ đâu. 5 năm. Ok, trận đấu sẽ bắt đầu luôn. Bravo! Đã biết nhưng mà vẫn không chống được. Hay quá, cảm động. Hơi sâu. Em có cho rằng nếu tình huống vừa rồi là Kevin De Bruyne chọc thì nó sẽ khác không? Yes! Cú sút đầu tiên. Uầy, Eusebio. Với meta FIFA 4 ở thời gian gần đây thì bằng kiều hát hơi nhiều ở những phút cuối. Đây có lẽ là tình huống như vậy chắc. Rất nhiều bạn bỏ qua sự hiện diện của Boateng của LH trong game. Anh em vẫn thường nghĩ tới VG Van Dijk với một hậu vệ lưng 19. Nhưng Boateng cũng là con hàng rất chất lượng. Thôi xong rồi, lần này thì hết cứu rồi. Cái việc mà admin bên phía Galena thi đấu tốt như thế này nó không nằm ngoài cái dự kiến của mình, bởi vì mình đã từng biết các bạn ấy là những người đã là pro gamer, đã từng chơi những cái giải đấu FIFA 2, FIFA 3 rất là nhiều rồi. Mình biết họ là những người có trình độ rất tốt. Em thấy nhân viên Granada em tưởng ngồi máy tính làm việc suốt nhưng mà thấy đá ghê quá. Chào em. Ơ kìa. Ơ sao lại là ai? Eo, chào. Trời ơi. Run quá. Kiểu bà. Ôi. Trời. Ai vậy? Trời ơi. Là đến lúc cuối là em biết mình bị lừa rồi. Ban tổ chức để cho em ăn nhiều cú lừa vậy. Thần tượng của mình từ rất là lâu rồi. We'll be right back.
trong các vận động viên ở Việt Nam là anh Hiếu là một người có xứng tầm và ngang tầm với các vận động viên quốc tế luôn đấy. Anh ấy cứ mà me Henry, anh ZD từ ngoài vòng cấm thì em không đỡ nổi luôn đấy. Mặc dù là em đã có trong khung thành một quả thủ môn rất xịn luôn, em mới đập cách đây vài hôm luôn đấy, gọi là bùng nổ trên stream luôn, nhưng mà thì cũng không đỡ nổi những quả ZD của anh Hiếu. Và công nhận anh đã chắc tay lắm, em không tấn công được luôn á. Thi đấu chuyên nghiệp nhiều á nên là anh Hiếu có nhiều chiến thuật hay. Anh Hiếu có cái bài chọc khe rất là tốt. Không bắt được cầu thủ ấy ạ, toàn chạy sau thôi. Mình có thể thi đấu thêm một trận nữa hay nhiều trận nữa thì cũng không vấn đề gì. Tuy vậy thì khoảng cách trình độ đó vẫn sẽ là một cái gì đấy nó khác biệt giữa vận động viên và streamer. Nếu mà chọn lại đội thì chắc kết quả nó vẫn thế thôi, cho nên là thôi để mình đá một trận thế thôi. Có rất nhiều bạn trẻ họ đá online thì rất là tốt, nhưng mà khi ra đá giải thì họ không làm được như vậy. Theo Hiếu thì nó là cái vấn đề gì? Như em á thì đầu thời mà FIFA Online về Việt Nam á thì mình đá răng mình đá rất là hay, nhưng mà vào đá giải thì mình đá tầm vòng 1, vòng 2, vòng 3 là mình tạch rồi, cũng tính là bỏ cuộc luôn rồi. Nhưng mà chính vì cái đam mê mà níu kéo lại thì cố gắng mình cứ trụ là cũng may mắn là sau đó thì mình đạt được nhiều thành tích. Mình cảm giác là cái tiền giải thi đấu nó thể mình tài trợ hết tiền học phí của mình trong 4 năm đại học luôn. Người thân hay gia đình mình nhìn mình chơi game mà lại có thể trang trải hết tiền học phí thì nó thực sự là tuyệt vời, nó sẽ thay đổi cái nhìn của rất nhiều người. Đá banh thì bay đi anh, kiểu bay ấy, mình có thể làm nhiều thứ lắm, mình có thể skin là mình có thể truyền kiểu đến tận goal hay như nào ấy. Nhưng mà khi mà đá thi đấu chuyên nghiệp ấy thì thật sự một bàn ấy nó cũng là cả một cái vấn đề rất là lớn. Bản thân anh cũng là người đã từng cùng với Hiệp đi thi đấu, anh em mình đã từng sát cánh cùng với nhau rồi và chắc là không thể quên được cái khoảnh khắc mà Khôi ghi bàn trong cái trận vòng bảng. Đó là một cái trận đấu anh nói thôi mà em nổi hết da gà. Đấy là một cái trận đấu mà nó từ một cái cõi chết trở về cũng chỉ một bàn thắng thôi. Cái động lực chính của mình tới theo đuổi cái niềm đam mê thôi. Tại vì từ nhỏ tới lớn là mình chỉ chơi mỗi game đá banh à. Mà ban đầu vẫn không phải là đam mê đã, sau đấy thì đến như Hiếu nói, trình độ. Sau đến trình độ thì nó phải nâng lên một cái level cao hơn, đấy chính là tâm lý và bản lĩnh. Đấy như bây giờ như Trần Trung Hiếu thì chúng ta cũng biết rồi, vận động viên rất thành công. Mình vừa bật mí các bạn là nằm trong top 16 vận động viên của FIFA Online và có thu nhập cao nhất luôn. Với tất cả những bạn trẻ đam mê bộ môn FIFA Online 4 thì các bạn hãy cố gắng lên, cơ hội chia đều cho tất cả chúng ta. Không riêng gì Trần Trung Hiếu, không riêng gì tôi, các bạn cũng sẽ là một phần trong đó. Thực ra hai anh em vừa gặp nhau hôm qua xong bay cùng chuyến bay, xong rồi hỏi ông ấy còn nói dối chứ, chứng tỏ là đây là thề luôn, là lừa có quy mô và tổ chức rất là lớn luôn ấy. Ô bị phạt ạ? Ờ nhưng mà em không biết gì vụ phạt nhá. Ô cái này hình phạt sao ban tổ chức không nói sớm. Em mới ăn ớt không? À em thì ớt thì úi giời. Cả xô mà được. Do hồi nãy chừng nãy em thắng anh 1-0 cho nên một ly nha. Được, may quá. Một ly đầy nha, chứ không phải là nữa. anh tính là anh rót em 3 ly á. Tại 3 bàn mà. Thôi một ly đi. Một ly nha. Ok. Úi giời. Vài vừa thôi. Nhiều thế. anh tay anh nó hơi căng ấy. Anh lỏng cái tay đó. Một ly nhưng có ly nào bé hơn không? Sợ thế. Này Quốc sao? Ngon đúng không? Vừa. Thêm nữa không? Có vừa ăn. Ngon quá. Nó bị cay ấy. Ớt này mà cay á? Ớt nào mà ớt chẳng cay. Loại tương ớt này chắc là loại cay thứ hai thế giới. Loại cay nhất là nó đang ở trong lòng anh. Rồi, đây rồi. Dẻo. Cay thế nhờ. Ngon thế nhờ. Kìa. Đây rồi. Ôi. Anh bảy. Ai sẽ là nhà vô địch? Đón xem vòng chung kết quốc gia FNC 2021 mùa 2 trực tiếp tại fanpage YouTube EA Sports FIFA Online 4 Việt Nam lúc 12:30 ngày 21 tháng 5 và 22 tháng 5 2021. Vòng chung kết quốc gia FVNC 2021 mùa 2, thời điểm mà 12 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh khốc liệt, bùng nổ tất cả sức mạnh để giành được chiếc cúp vô địch giành giá nhất FIFA Online 4 Việt Nam.
bốn đại diện từ miền Bắc là DH Esports, 99 Internet, The Geniuses và Sóng Bóng Đá. Đại diện miền Trung, 79ers và LBK Mercenary, The Bulldozer và Shark Z. Và bốn đội tuyển miền Nam, Tony, LBK Gato, AK Esports và Polarman Esports. Vượt qua hàng trăm đội tuyển để có mặt tại vòng chung kết quốc gia, ai sẽ trở thành nhà vô địch và mang về giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Đón xem chung kết quốc gia FVNC 2021 mùa 2 trực tiếp lúc 12:30 ngày 20, 21 và 22 tháng 5.